Phải nên nhớ, không có ai có quyền đụng tới cái cơ thể, thân xác, cuộc sống hay là cuộc đời của quý vị hết á, ngoài ra Chúa Cha của chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, trừ khi quý vị đã phạm tội hoặc là chống đối lại 10 cái lệnh của Ngài mà thôi, thì lúc đó quý vị sẽ có tội, đúng không?